Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Hà Hữu Hán nha mọi người. Yeah. Chào tất cả mọi người nha. Thì nói chung thì giờ mình tâm sự mọi người chút nha. Thì nói chung là mình làm YouTube tao này nữa là từ cái ngày mà học hỏi tem của anh Nguyễn Văn Lên xong á, thì mình ra ông ở đây mình làm khoảng 3-4 tháng là mình làm riêng rồi mọi người. Thì nói chung thì cái kênh YouTube của mình thì thu nhập nó cũng bình thường mà mọi người. Nói chung là đủ tiền để mà trang trải cuộc sống. Như mình đủ tiền là đủ sáng phơ rồi đấy mọi người. Nói chung là nhập thấp lắm. Nhưng mà cái tiền YouTube đó là hầu của mình là mình đỡ dành. Chứ mình không có đụng tới tiền YouTube mình tiêu. Thì nói chung là tiền YouTube của mình đỡ dành táo này nữa là cũng đâu đó gần 10 triệu mọi người. Thì mình đỡ dành để mà mình mua một cái món quà mình tặng cho Ba Lùng với Bé Thảo mọi người. Nói chung thì Ba Lùng với Bé Thảo đứa là vợ của mình, đứa là em ruột của mình. Thì mình tặng nó. Nói chung là quà thì nằm đây mọi người nhìn là giống. Là mọi người biết trong đây là gì rồi đúng không? Trong đây là nói chung là chút nữa mình sẽ sau cái độ mà mình tâm sự đây là mình sẽ quay cận cảnh cái món quà để mình tặng Ba Lùng với Bé Thảo là mọi người sẽ biết nha. Thì nói chung là cái đây về giá trị về mặt vật chất thì nó cũng hơi bị nhiều mọi người chứ không phải đâu. Chung tiền từ trước tới giờ là 4 tháng là mình gom góp lại mình ra tiệm đỡ mình mua cái kẹp không thì nó kẹp lộ mất. Mình nói chung là mình mua cái đây đỡ mình tặng cho Ba Lùng. Cái đây là chiếc chín hộp với Ba Lùng rồi mọi người, còn Bé Thảo thì không biết nha mọi người. Thì mình đi làm công nhân bên ngoài mọi người là mình lấy cái tiền đó đỡ mình đổ xăng ăn uống xăng cộ đi lại rồi hơn nghĩa này nọ. Còn cái tiền YouTube là mình quay rồi mình đã dành cứ tới tháng này để chuyển vô tài khoản Google AdSense của mình, tài khoản nhận tiền mọi người làm YouTube là mọi người cũng có tài khoản à, rồi sau mình cho Google AdSense nó mới chuyển tiền vô ở trong cái tài khoản ngân hàng của mình nha mọi người. Thì thôi bây giờ mình nó không có nói nhiều nữa, không có nói kiểu như là đỡ mọi người chờ lâu nữa. Bây giờ mình sẽ cho mọi người biết cái món quà đó là gì. Rồi sau rồi mình chỉ vô nhà mình kêu cái Thảo với Ba Lùng ra để mà mình tặng cái món quà đáng đồng tiền này giá trị vật chất tinh thần ở cao cho Ba Lùng với Bé Thảo mọi người. Ok, let's go. Đó, nói chung hồi nãy giờ mình cũng cho mọi người thấy được cái món quà ở bên đời đúng không? Thì đó là tiền YouTube mình rút ra và mình mua món quà cho Ba Lùng Bé Thảo mọi người. Bây giờ không đỡ mọi người chờ lâu nữa, giờ mình chỉ kêu Ba Lùng với Bé Thảo ra đây đỡ mà mình tặng món quà nha mọi người. Mà được nghĩ cái cảm nhận mà hai đứa đó nó thấy được cái món quà đồ mà biết thằng Ba Lùng là người đã chảnh cũng lấy mọi người đó mà có đồ đẹp gì chín là anh sợ rồi lên trường khi anh tên gái liền mọi người thằng ngơ ngó lắm. Thôi giờ kêu Ba Lùng với Bé Thảo. Bé Thảo ơi, Ba Lùng ra nói à, đỡ đây Đánh ơi, ra đây. Lâu kêu Ba Lùng luôn, kêu thằng Lùng cô tết luôn. Đây đây. Chú sao lâu dữ vậy? Hử? Gì nữa cho tôi kêu hàng bên ra hàng bên nói vậy? Ở bên này đã tấu đi qua bên đây đứng chờ sáng rồi. Đó này tụi có cái này tao muốn tặng cho hai tụi bay này. Đi lại chỗ kia đứng với Thảo. Không sao đâu. Đúng. Thế mà. Thôi đi đeo đi đứng ăn sáng mình trong nhà mới ở đâu. Ừ. Đứng xe ra kia chút, xe kia chút. Đứng xe ra đứng chút rồi có ánh sáng rồi quay khán giả xem cho nó. Quay cho nó sáng sủa rồi. Đổ đi dành cho mày à. Hả? Sôi ra kia xíu đi. Nếu không chịu đi. Đó đó. Bé Thảo nữa sơ là chùa Ba Lùng rồi. Đé ra đi Ba Lùng. Đó hồi nãy em kêu đé đi ông chịu đấy ai chịu còn. Thôi giờ dài bây giờ tại vô cái bắn rồi chính luôn nha. Thì nói chung là hai tụi bay làm YouTube với tao bao nhiêu lâu rồi? 4 tháng. Hả? 4 tháng đó, năm là 4 tháng. Làm chung với nè trong con này nè là 4 tháng. Làm chung trong con này thôi là 4 tháng hiểu không? Thì nói chung là đứng hơi sơ lại anh coi. Trời nó mưa mấy mọi người thông cảm nha mọi người. Thì nói chung ấy hôm nay là mình cũng có một cái món quà đó mà mình tặng mày ơi thì món quà đi cho mày có làm không? Không em đối với em là hoặc nó không quan trọng còn 7-8 triệu là được. Bỏ mày giờ Bé Thảo cho mày có làm không? Quen mà không làm ngon không làm không hay tặng cái tặng cái con mát mày hay tặng một cái hay gì em chặt lửa nó sai cũng được.
mệt quá, mưa ôm eo rồi tụi bay ôm eo quá nha. Bây giờ dây giờ nói chung á là tụi bay làm YouTube với tao được 4 tháng rồi đúng không, thì tiền YouTube là tao cũng cho tụi bay biết là tổng doanh thu 4 tháng được bao nhiêu rồi đúng không, đúng không? Tao nói mày nghe không, khùng mẹ, tiền làm gì, tiền giờ ăn ngô xe ăn bánh rồi nó cũng hết thôi. Nó thấy gì đó tao tích góp tao đỡ dành tao mua què tụi bay nè, hiểu không? Đây nói chung muốn què anh tay tao cầm vào đây. Cái gì vậy? Nhanh dữ vậy? Mày có gì nói đó này? Cho tiền nắm thuộc của em sao tôi không nào? Bây giờ nha. Bây giờ đưa cho Bí Thảo mở ra, đưa cho Bá Lùng đưa Bí Thảo nha. Đây là coi cho nó rớt thiệt đó nha. Đây, Bá Lùng Bí Thảo là mở ơi. Đây mở ra. Cho năng. Mở ra. Đồ. Vậy. Sao? Thử. Mày không đưa em hai cái mày. Quả mày khùng sao vậy? Tặng cho mày một cái rồi Bí Thảo một cái á. Đâu mày lấy một chiếc đi. Thử. Ta ba lùng đeo thử ba lùng. Đưa coi tôi á, đưa ba lùng đeo thử ba lùng. Chết mẹ nó. Đâu coi thử, vô ra coi thử đi. Sao ông đi đo cho em? Đeo qua. Đợi xuống quay, À. Cũng đẹp cũng được. Cho tao mùi tiền nào. À, mùi tiền. Thì anh tặng em cái đó chứ giờ cái đó. Thì em thì đeo cũng được thì mình đem mình đặt nâng cấp cái đó đeo cũng được, anh đeo cũng được mới đâu. Thì tặng gì thì cái đó cũng như của tao cũng như là của mày vậy đúng không? Bây giờ bé Lùng có tặng mày vui không? Mày biết cái đó đi. Nói chung á là hai chiếc nhẫn đây là mình mua là đưa Bí Thảo một chiếc coi. Em nói hai đầu, giờ anh mua giờ lộn rồi, vậy hai bẻ mày ăn được đâu, cho em che với cái đầu. Thì nó chung đưa coi Bí Thảo. Em nói ai nè, em kính bái ai nhiều nhất á. Sao đẹp mỡ. Thì nói chung là đỡ cỡ đây là hai là tiền YouTube của mình là hồi trước bây giờ là được là đâu đó là khoảng 12 triệu à. Nhưng mà cái nói vậy thì shopping đỡ. Nói chứ sao có nhảy vô hàng ở đây. Là cái tiền đó là tao thêm tiền lương của tao vô. Đó mà tao mua tặng đứa một chiếc á. Vậy bây giờ tao thao trẻ. Thôi còn chuyện gì hết. Tao tặng phải đổi tao nói tao đang quay video khán giả xem tung trọng khán giả xíu ơi. Cái nữa. Nói mà cứ nhảy vô mỏ à. Thầy cô mà đi học mà thầy cô đang nói mà có nhảy vô mỏ không? Anh em nói vô mỏ anh cũng chữ mà giờ im ru xét chứ nhận anh cũng chữ. Nói chung á tiền này là tiền YouTube á, tiền á đó, coi như đây là cái tiền tao trả lương mày á, tao mua tặng mày á. Còn cái đây của Bí Thảo với của tao. Nói chung hai chiếc đây mẫu chiếc là 2,5 triệu, hai chiếc đó cộng lại là 5 chỉ á. Vàng đây là vàng Tây chứ không phải là vàng Y đâu, vàng Tây cho nên nó rẻ hơn vàng Y, hiểu không? Vàng Tây là thường người ta đeo mấy chiếc nhẫn gia truyền đồ trang sức người ta đeo, còn vàng Y là người ta thường xém cho người ta cắt, hiểu không? Đó thì nói chung là cái đây là món về giá trị tinh thần một chiếc nghĩa là 7-8 triệu, không phải ít đâu nha. Bà Lùng đem cất cho nhân mày thằng gì à, nói chung thì sao mệt quá nha. Thì nói chung bây giờ tao tặng hai tụi bay, giả tụi bay có cảm nhận như thế nào hay là như thế nào muốn què hầu vô làm YouTube giờ có phần dư đó tao tặng tụi bay hầu làm YouTube được nhiêu đó. Bữa sau mà hai có mua cái gì mà dây chuyền rồi em nè, hay nhẫn gì khác nữa là nhớ đi mua cái gì mà đo cái tay của em nha, có chặt quá không biết đâu nhảy được sao. Mệt quá nha, thâu á thì nói chung mày món què đó là cái tiền YouTube của mày hầu làm với tao 4 tháng là tặng mày chiếc nhẫn đó, chứ mà giờ tao đưa tiền cho mày mấy công mày đi ăn trao phé nữa. Còn Bí Thảo cái đó còn như phần của tao mày, giờ em nó phần hơn xíu cũng được không sao đó. Được không? Coi như không, mình trả công chứ thằng Bá Lùng nó quay video mình nó chịu khổ nhiều đâu. À đổi là ráng làm YouTube thì có tiền anh mua đất cho em rồi nha. Thao Bá Lùng đi vui. Thao Bá Lùng đi vui đỡ mà thao bây giờ có muốn nói nữa, muốn cảm ơn gì đó hay là nhờ có khán giả xem mà mới có được chiếc nhẫn đó, giờ muốn nói gì khán giả nói. Vậy con cũng cảm ơn quý bà cô chú anh chị các bạn đã xem và ủng hộ kênh của con với anh hai chị hai từ hầu 4 tháng tới giờ cố gắng nỗ lực làm đỡ có được cái thành quả như ngày hôm nay. Mình con cũng không muốn nói gì cho nên là cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn luôn nha. À thôi bây giờ mày vui giờ trời nó mưa khé là mưa rất là to luôn, mọi người thấy không? À người ta thường kêu tỉnh què là trời nó hay mưa to vậy á. Thâu bê lùng mày vui, bê lùng mày vui. Ủa tự nhiên tỉnh về trong mấy mầm Thử. Tỉnh về trong mấy mầm. Tiền đâu nữa, ăn bận mua hết rồi mấy mầm.
Thôi mấy chị qua thâu đi mai chẳng với hộp vô cấp đi. Thôi thì nói chung clip của mình xin kết thúc tại đây luôn nha mọi người. Thì cảm ơn tất cả mọi người trong suốt 4 tháng qua đã xem video ủng hộ kênh anh em mình. Ráng giờ anh em mình cố gắng đâu đợi được 10k sub nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nha mọi người. Ok, giờ anh em mình bye bye tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video trên khác. Bye bye.